Bước kế tiếp ý, thì Giang sẽ hướng dẫn cho em cách chúng ta tạo chiến dịch gửi tin nhắn hàng loạt nha. Anh em nhấn mục gửi tin nhắn hàng loạt này, sau đó chọn chiến dịch nhắn tin cho Giang nha. Và kế tiếp chọn mục tạo mới này. Ok, mục tiêu thì chọn là xong, nhấn lưu lại nha. Nếu chưa hiện ý, thì em sẽ đánh là load lại trang nha, tải lại trang đấy. Ok, nhấn vào gửi tin hàng loạt này, chọn chiến dịch anh em muốn gửi tin này. Ok, chiến dịch vừa lại này là fanpage 01 này, xong nhấn bắt đầu nha. Rồi đấy, phần mềm sẽ tự động gửi tin hàng loạt đến tất cả các khách hàng đã từng inbox đến fanpage của chúng ta nha. Đó, anh em quan sát này, là đang gửi đây. Đó, tự động soạn tin nhắn và tự động gửi luôn nha. Tiếp theo, để gửi tin nhắn hàng loạt trên Zalo ấy, rồi anh em quan sát góc phải trên cùng này. Ở đây thì sẽ có mục là gửi hàng loạt này. Ok, hello, chào mừng em đã quay trở lại kênh YouTube Hoàng Giang. Và mình là Giang. Trong ngày này Giang sẽ chia sẻ cũng nhiều hướng dẫn cho em cách chúng ta sử dụng AI chatbot để tự động gửi tin nhắn hàng loạt trên Facebook và Zalo này. Ngoài ra chia sẻ thêm nhé, nếu em nào là người mới mà chưa biết cách sử dụng chatbot này, đó thì Giang cũng sẽ ở link series video hướng dẫn chi tiết từng bước từ A đến Z, từ giới thiệu chatbot là gì này, hay là hướng dẫn cách đăng ký này, rồi cách cài đặt tin nhắn này, hay là cách xây dựng kịch bản vân vân nha. Ở dưới phần mô tả nội dung của video này cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nha. Đó, và phần mềm Giang muốn chia sẻ cho em trong video này đó chính là phần mềm tự động chat nha. Ở đây thì em có thể là tự động gửi tin nhắn hàng loạt cho các khách hàng đã inbox trên fanpage hoặc trên Zalo cá nhân của anh em nha. Cũng như là tự động gửi tin nhắn hàng loạt cho toàn bộ bạn bè của nick Facebook cá nhân này. Và ngoài ra ấy, anh em có thể là tự động chat và trả lời khách hàng trên web này, rồi trên fanpage của anh em bằng trí tuệ nhân tạo ChatGPT nha. Ở đây thì em có thể là sử dụng miễn phí 7 ngày này, tức là 1 tuần đấy. Đây. Và với gói miễn phí này ấy, thì em có thể là sử dụng các tính năng này nha. Ok, ngoài ra ở đây thì sẽ có lợi ích vượt trội này, cũng như là tính năng này của phần mềm này, rồi những con số ấn tượng này, và quan trọng là bảng giá nhá. Như vừa xong Giang chia sẻ là gói miễn phí anh em sẽ sử dụng được 7 ngày nhá. Còn để sử dụng tiếp ấy, thì em sẽ đánh là nâng cấp lên nhá. Nào là gói 1 tháng này thì số tiền đầu tư sẽ là 350.000 này, rồi nửa năm này là 1,5 triệu này, hay là 1 năm là 2,5 triệu nhá. Đăng ký gói càng cao thì sẽ càng được ưu đãi về giá này. Và ngoài ra ấy, thì gói càng cao thì chúng ta sẽ được sử dụng full tính năng nha. Rồi bây giờ thì Giang sẽ hướng dẫn em cách chúng ta sử dụng nha. Trước tiên thì em sẽ nhấn nút đăng nhập ở góc bên phải trên cùng này. Rồi đấy, anh em có thể là đăng nhập bằng tài khoản Gmail của Google này, hoặc là tài khoản email anh em đăng ký đấy. Như đây thì Giang sẽ đăng nhập bằng tài khoản Gmail của Giang nha. Nhấn vào tiếp tục bằng Google này. Rồi như vậy là Giang đã đăng nhập thành công này. Bước kế tiếp ý, thì em sẽ nhấn mục trang chủ này. Vào mục Facebook ý, thì em sẽ đánh là kết nối với tài khoản Facebook của anh em nha. Ok, như vậy là Giang đã kết nối thành công này. Bước kế tiếp ý, thì Giang sẽ hướng dẫn cho em cách chúng ta tạo chiến dịch gửi tin nhắn hàng loạt nha. Anh em nhấn mục gửi tin nhắn hàng loạt này, sau đó chọn chiến dịch nhắn tin cho Giang nha. Và kế tiếp chọn mục tạo mới này. Ok, mục tiêu thì chọn là gửi tin hàng loạt theo mẫu này. Tên chiến dịch thì em sẽ đánh là đặt nha. Ví dụ như là chiến dịch gửi tin nhắn ở trên fanpage Facebook này 01 này. Đó, nội dung tin nhắn này là xin chào bạn này, dạo này công việc ok chứ. Đó. Ngoài ra anh em có thể là thêm ảnh này, thêm tên này, rồi thêm ngày tháng này, hay là thêm giờ nhá. Ở đây thì Giang sẽ thêm tên này. Xin chào tên này. Đó. Xong nhấn lưu lại nhá. Ok, như vậy là Giang đã tạo một chiến dịch gửi tin nhắn trên fanpage thành công rồi nhá. Tiếp theo, để có thể là gửi tin nhắn hàng loạt trên fanpage Facebook hoặc là Zalo ấy, thì em sẽ đánh là cài cho Giang extension tiện ích tự động chat nhá. Nhấn vào cài đặt ngay này. Sau đó đây thì em sẽ chọn thêm vào Chrome cho Giang nha. Thêm tiện ích này.
Rồi như vậy là Giang đã thêm tiền đích thành công. Bước kế tiếp ấy thì em sẽ ghim tiền đích này nha. Nhấn biểu tượng đây này. Đó, biểu tượng tiện ích này. Sau đó nhấn vào ghim này. Rồi như vậy là Giang đã ghim thành công này. Bước kế tiếp thì em sẽ đăng nhập tiện ích này. Ok, như vậy là Giang đã đăng nhập tiện ích thành công này. Đó, và hiện tại Giang đang sử dụng gói 1 năm nha. Còn 358 ngày nha. Rồi tiếp theo ấy, để có thể là gửi tin nhắn hàng loạt trên fanpage Facebook ấy, thì em sẽ truy cập vào trang Meta Business Side nha. Đường link là business.facebook.com đấy. Đó thì đường link này ấy, Giang cũng sẽ để dưới phần mô tả nội dung của video này, cũng như comment đầu tiên được ghi ở phần bình luận nha. Rồi kế tiếp sau khi cài đặt extension TX này ấy, thì ở đây ấy, sẽ lên nút là gửi tin hàng loạt này. Nếu chưa hiện ấy, thì em sẽ đánh là load lại trang nha, tải lại trang đấy. Ok, nhấn vào gửi tin hàng loạt này. Chọn chiến dịch anh em muốn gửi tin này. Anh em chờ load nha. Ok, chiến dịch vừa nãy này là fanpage 01 này. Xong nhấn bắt đầu nha. Rồi đấy, phần mềm sẽ tự động gửi tin hàng loạt đến tất cả các khách hàng đã từng inbox đến fanpage của chúng ta nha. Đó, anh em quan sát này, là đang gửi này. Đó, tự động soạn tin nhắn và tự động gửi luôn nha. Ok, ở đây thì em có thể là tăng hoặc giảm tốc độ này. 1 này, 1.5 này, 2 này, cũng như là 3 nha. Rồi để tạm dừng gửi tin nhắn ấy, thì em sẽ nhấn vào tạm dừng ở góc bên trên cùng này, cũng như là tiếp tục này. Thì đó là cách chúng ta gửi tin nhắn hàng loạt trên fanpage Facebook nha. Tiếp theo thì Giang sẽ hướng dẫn cho em cách chúng ta gửi tin nhắn hàng loạt trên Zalo của anh em nha. Anh em vẫn truy cập mục gửi tin hàng loạt này, chọn là chiến dịch nhắn tin này, sau đó tạo mới một chiến dịch nha. Ok, chiến dịch Zalo 01 này. Xin chào, chúc một ngày mới tốt lành này. Ok, rồi như vậy là Giang đã tạo chiến dịch gửi tin Zalo 01 thành công này. Tiếp theo để gửi tin nhắn hàng loạt trên Zalo ấy, thì em xin anh là truy cập vào đường link là chat.zalo.me này, ở trên giao diện là web nha. Rồi em quan sát góc phải trên cùng này, ở đây thì sẽ có mục là gửi hàng loạt này. Đó, chọn chiến dịch này, Zalo 01 này, vừa nãy Giang vừa tạo nha. Rồi cũng tương tự như bên fanpage Facebook này, thì ở đây ấy, phần mềm cũng sẽ tự động gửi tin nhắn hàng loạt đến tất cả khách hàng đã từng nhắn tin qua Zalo cá nhân cho ông ta nha. Cũng như là anh em có thể là điều chỉnh tốc độ này. Rồi tạm dừng thì nhấn vào tạm dừng này, hay là tiếp tục này. Đó, thì đó là cách chúng ta gửi tin nhắn hàng loạt trên Zalo nha. Rồi ngoài ra anh em quay trở lại này, thì ở đây sẽ có thống kê nha. Như vừa nãy chiến dịch 1 Giang gửi tin nhắn hàng loạt trên fanpage Facebook này, thì đã gửi thành công là 8 người này. Đó, trạng thái là đang hoạt động này. Cũng như là chiến dịch thứ 2 này, là gửi tin nhắn hàng loạt trên Zalo này, Zalo 01 này, đã gửi thành công là 5 người nha. Sẽ có chi phí này. Ok, ở đây thì em có thể là xem hành động này. Và như vừa nãy Giang chia sẻ là anh em sẽ có 7 ngày, tức là 1 tuần để chúng ta có thể là sử dụng miễn phí nhá. Và để gia hạn ấy thì em quan sát góc phải trên cùng này, anh em nhấn vào gia hạn cho Giang nha. Như vừa nãy Giang chia sẻ là chúng ta sẽ có 3 gói trả phí này, gói 1 tháng này, thì số tiền đầu tư sẽ là 350.000 nha. Đó, đây gói 1 tháng này, không ẩn được cụm từ này, cũng như là gói 1.500.000 này, thì chúng ta có thể là sử dụng nửa năm, tức là 6 tháng nha. Đó, full tính năng luôn. Hay là gói 1 năm này, thì số tiền đầu tư sẽ là 2.500.000 này. Để nâng cấp thì em sẽ nhấn vào đăng ký ngay nha. Sau đó thì em sẽ đánh là chuyển tiền đến thông tin tài khoản ngân hàng này này. Đó, của ngân hàng này này, số tài khoản này này, cũng như là chủ tài khoản này nha. Phần nội dung chuyển tiền, nội dung chuyển khoản này, anh em nhớ copy chuyển chính xác nha. Hoặc là anh em có thể là quét mã QR này nha. Ngoài ra anh em có thể là chuyển khoản qua PayPal này. Đó, số tiền là 60 đô này. Ok, thì đó là cách chúng ta gia hạn phần mềm nha.
Như vậy là Giang đã hướng dẫn cho em cách chúng ta gửi tin nhắn hàng loạt trên fanpage Facebook hoặc là Zalo bằng phần mềm tự động chat. Thì nếu như em có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc hay vấn đề nào ấy thì nhớ để lại comment bình luận hoặc là nhắn tin trực tiếp cho Giang để Giang có thể là giải đáp trả lời cho em nha. Cuối cùng nhớ like, thích share, chia sẻ video này và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh tút để ủng hộ Giang ra nhiều video nữa nha. Còn bây giờ hẹn lại anh em trong video chia sẻ tiếp theo của Giang.